Thưa quý vị, sáng nay Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tại buổi làm việc, 6 tháng đầu năm, hoạt động của ngành đã có nhiều khởi sắc. Toàn ngành đã tập trung triển khai công tác phục hồi hoạt động sau đại dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức linh hoạt, thông qua việc tích cực tổ chức các sự kiện lớn, chương trình nghệ thuật. 6 tháng cuối năm, ngành tiếp tục triển khai đề án tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa đặc sắc hàng năm, chú trọng hoạt động văn hóa cơ sở, đầu tư tôn tạo, đảm bảo tiến độ các dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thành Điện Hải giai đoạn 2, công trình Bảo tàng Đà Nẵng, di tích quốc gia Hải Vân Quan. Ngành cũng kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố quan tâm đầu tư cho văn học nghệ thuật, bố trí nguồn kinh phí, đảm bảo triển khai các đề án đã được ban hành. Tại buổi làm việc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã có ý kiến về một số vấn đề văn hóa đang được quan tâm. Đối với một số kiến nghị của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Ban Văn hóa và Xã hội sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét ở kỳ họp sắp đến.